Và cũng đã đến giờ bắt đầu chương trình. Thì em Ngọc xin được phép chào mừng tất cả các anh chị là chúng ta đã có mặt trong KI Book Club sáng nay. Và hôm nay là ngày 19 tháng 8, là một ngày thật là đặc biệt, là ngày cách mạng tháng 8 thành công và cũng là ngày truyền thống của Công an Nhân dân, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta hãy không quên gửi lời biết ơn các chiến sĩ cảnh sát đã giúp cho chúng ta có sự bình yên để cùng sáng nay và sinh hoạt ở đây ạ. Và em xin tự giới thiệu, em tên là Bích Ngọc, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc ạ. Và hôm nay em rất là vui khi mà mình có đủ hạt giống để đồng hành cùng các anh chị sáng nay. Và trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau xét chủ đích, cài đặt 4 bước để chúng hạt giống của chúng ta sẽ nở nhanh và mạnh hơn, cũng như là chúng ta đang ý thức được rằng mình đang sử dụng cái hệ thống mới ạ. Bước thứ nhất ạ, cả nhà hãy cùng ngồi thẳng và cùng xét chủ đích với em nhé. Bước 1 là chúng ta mong muốn có được mối quan hệ đối tác hoàn hảo để ứng dụng hệ thống mới thành công và giúp được nhiều người hơn. Bước 2 là chúng ta hãy cùng chọn 38 anh chị ở trong Zoom hôm nay làm mảnh đất màu mỡ và lên kế hoạch cùng đọc sách, chia sẻ kiến thức với nhau. Và bước 3 là chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bước 2 ạ. Biết ơn cả nhà đã cùng xét chủ đích với em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất của buổi sáng nay, đó là phần đọc sách. Vậy thì anh chị em nào chúng ta mong muốn gieo hạt trí tuệ thì hãy bấm vào biểu tượng raise hand đi ạ. Em cần hai cánh tay ạ. Em rất là mong các anh chị hãy hoan hỉ để gieo hạt trí tuệ tới cả nhà. Em đã thấy rất là nhiều cánh tay giơ lên ạ. Và hôm nay thì em xin phép chọn chọn anh hay chị Nguyễn Đan ạ và Lý Trần nhé. Còn các anh chị còn lại thì em xin phép là để dành thời gian vào buổi khác ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đọc sách ở câu hỏi số 7 từ trang 59 đến trang 65 ạ. Thì em xin mời Nguyễn Đan ạ sẽ đọc từ trang 59 cho đến trang 62 ạ. Và bạn Lý Trần thì sẽ đọc từ trang 63 cho đến đến trang 66 hết câu hỏi số 7 nhé. Và bây giờ thì em xin mời bạn Nguyễn Đan trước ạ. Vâng, em xin cảm ơn cả nhà. Hạt giống của em nay đã đủ đầy để cho em một cơ hội được đọc sách cho cả nhà. Em xin tiếp được đọc câu hỏi số 7 ạ. Người yêu của tôi kết hôn, nhưng tôi không chắc liệu mình có muốn đi đến một sự gắn bó cả đời như thế không? Chúng tôi nên làm gì đây? Vào một buổi tối, tôi đã nhận được câu hỏi này từ một người bạn cũ tên là Hơ. Khi chúng tôi đang đứng cạnh nhau trên một con đường bụi bặm ở miền quê Arizona, bên ngoài một dãy nhà kiểu nông thôn xây trong một trang trại. Đây là nơi mà cậu ấy và người yêu của mình, Irene, chuẩn bị thực hiện một khóa tu ngắn ngày. Tôi thực sự thích cả hai người họ và tôi thực sự thích nhìn thấy họ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng tôi có một nguyên tắc cá nhân là không quyết định thay cho mọi người. Tôi thích cho họ một vài ý tưởng hay ho để họ suy ngẫm, rồi sau đó để họ tự áp dụng những ý tưởng đó theo cách của mình. Tôi để họ tự gieo những hạt giống của mình và tôi biết họ sẽ có một kết thúc có hậu, một kết thúc mà tôi có thể vui vẻ ngắm nhìn. Nghe này Hơ, tôi bắt đầu nói, trong cuộc đời mình, chúng ta có nhiều cơ hội để ra một quyết định như thế này. Có nhiều cơ hội để ra quyết định như thế này đâu, một quyết định về việc liệu chúng ta có thực sự muốn dành phần còn lại của cuộc đời ở bên một người khác mà chúng ta thực sự quan tâm hay không. Ai cũng biết, ai cũng có cảm nhận được rằng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải nhảy. Nếu không nhảy thì sẽ hối hận cả đời. Và nếu bạn cứ để Irene chờ đợi quá lâu, còn bản thân cứ khổ sở về việc có nên nhảy hay không, thì việc đó có thể sẽ hủy hoại mãi mãi mối liên hệ kỳ diệu giữa hai bạn. Mặt khác, chúng ta cũng không muốn quyết định về một sự gắn bó như thế mà không suy nghĩ thật cẩn trọng và thấu đáo. Sẽ là một nghiệp vô cùng xấu nếu đã chính thức gắn bó lâu dài, nhưng sau đó lại phá vỡ sự gắn bó này. Rất có thể việc làm đó sẽ khiến chúng ta suốt cả đời không bao giờ tìm thấy một người nào khác chịu gắn bó đích thực với chúng ta nữa. Hơn là một chàng trai biết suy nghĩ, và tôi có thể thấy cậu ấy đã hiểu. Cậu gật đầu, yên lặng một lúc, nhìn xa xăm về phía chân trời, về phía màn đêm sâu thẳm của một vùng hoang mạc, rồi cậu đồng ý. Đúng vậy, ông đã tóm được gọn được toàn bộ vấn đề. Vậy từ đây tôi nên làm gì? Những nhà sư Phật giáo rất thích các lời nguyện. Họ giữ rất nhiều các lời nguyện và họ
nghiên cứu cẩn thận lời nguyện bao gồm những điều gì trước khi thọ giới. Sau đó họ tập luyện làm sao để giữ đúng những lời nguyện này trong suốt những phần còn lại của cuộc đời. Bản thân tôi gắn liền với ít nhất cũng phải 518 giới, 22 giới cơ bản khi tôi mới vào tu viện, 253 giới nữa khi tôi trở thành nhà sư, 120 giới khác liên quan đến việc quan tâm đến mọi người và 123 giới nữa đòi hỏi cần có sự cho phép đặc biệt của các Lạt Ma. Tôi nhớ rằng điều đầu tiên mà Lạt Ma của tôi dạy cho tôi về việc giữ gìn giới luật là một lời thề được giữ đúng là một hạt giống nghiệp rất rất mạnh. Vào lúc đó, chúng tôi đang nói chuyện về việc liệu tôi có muốn lập nguyện không ăn thịt hay không. Lần đầu tiên khi tôi đến thăm một tu viện, tôi đã có một giấc mơ rất kỳ lạ vào một buổi tối. Tôi đang ở vùng nông thôn trong một trang trại và có một con bò sắp bị giết và làm thịt. Cổ con bò bị trói bằng dây thừng và một đầu của dây thừng được buộc vào một cái cọc gỗ dày chôn sâu dưới đất. Vẫn chưa có ai cầm dao đến cắt cổ con bò, nhưng bằng một cách nào đó, con bò biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Con bò la hét rất dữ dội, và tiếng hét là tiếng hét của một con người, chứ không phải là tiếng hét của một con bò. Ngay cả trong giấc mơ thì nó cũng thật ghê rợn, và tóc tôi dựng đứng hết cả, lên sau ở gáy. Tôi giật mình tỉnh giấc ở đó, trong bóng tối của tu viện, xung quanh là những nhà sư đang ngủ rải rác trên sàn. Tôi không bao giờ quên giấc mơ đó, và cứ mỗi lần tôi ăn một miếng thịt, tôi lại tự hỏi liệu tôi sẽ ăn được nó nếu tôi phải tự tay giết một con vật ngay trước khi ăn không. Thế là tôi quyết định dừng ăn thịt. Lạt ma của tôi bảo tôi rằng nếu tôi định làm như thế, tôi nên cân nhắc đến việc tập lập nguyện sẽ không ăn thịt. Ông nói rằng hạt giống nghiệp sẽ mạnh hơn rất nhiều so với khi quyết định là không ăn thịt. Nhân tiện, tôi cũng xin nói luôn rằng hạt giống mà nguyện này gieo xuống chính là hạt giống nhìn thấy cuộc sống của bạn được bảo vệ và lành mạnh. Và trong suốt 30 năm kể từ khi tôi thề không ăn thịt, gần như lúc nào tôi cũng được tận hưởng một sức khỏe tuyệt vời. Sức mạnh thể chất không nằm trong chất đạm, cũng như cái bút không nằm trong cái bút. Chính chúng ta là người đặt sức mạnh vào trong chất đạm bằng cách bảo vệ tất cả sự sống xung quanh chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà trong thịt lại có quá nhiều mỡ, không phải ngẫu nhiên mà mỡ máu lại khiến nhiều người tử vong. Vậy nếu bạn và người yêu thật sự có ý định ở bên nhau, thì việc giữ một lời thề chính thức chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ trở nên mạnh mẽ và hạnh phúc hơn nhiều trong những năm sắp tới. Những vị Lạt Ma nói rằng trước khi chúng ta thề bất cứ điều gì tương tự như thế này, đặc biệt là một lời thề quan trọng như lời thề kết hôn, thì trước tiên chúng ta phải biết chính xác chúng ta đang thề cái gì. Vậy nên để quyết định có nói ra lời thề kết hôn hay không thì điều đầu tiên là hãy cùng với người yêu quyết định xem lời thề này chứa đựng những gì. Có thật sự là cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta không? Hai bạn có thực sự định ở bên nhau cả khi khỏe mạnh cũng như khi ốm đau không? Đây là một lời thề tuyệt đối hay có những ngoại lệ được cho phép? Vô số cuộc hôn nhân đã bị thất bại vì hai bên có những ý kiến khác nhau về việc lúc đầu họ đã thề cái gì. Sẽ rất hữu ích nếu viết ra một danh sách những điều mà cả hai bạn cùng nhất trí trước khi thề. Nguyện được coi là một nghệ thuật ở Tây Tạng. Nó bắt đầu bằng việc hiểu lời thề một cách chi tiết, nhưng sau đó chúng ta cần rất nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ để giữ chúng. Các nhà sư Tây Tạng lập nguyện nhiều nhất với vị Lạt Ma gần gũi với họ nhất trong cuộc đời. Vị Lạt Ma này biết rõ quá khứ của họ, biết rõ điểm mạnh của họ và điểm yếu của họ, cam kết luôn ở bên cạnh họ, dẫn dắt họ đi qua những khó khăn thường ngày, đặc biệt là những khó khăn liên quan đến việc giữ đúng lời thề. Em xin cảm ơn cả nhà. Xin cảm ơn Nguyễn Đan. Hôm nay rất là nhân duyên hai chị em mình được đọc sách cùng nhau. Cảm ơn cả nhà đã cho phép mình được gieo hạt buổi đọc sách hôm nay. Mình xin tự giới thiệu, mình là Lý Trần, hiện đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang. Xin phép được đọc tiếp đoạn tiếp theo.
Theo truyền thống, nếu bạn thề với một người mà bạn vốn đã có một mối quan hệ gần gũi, thì bạn sẽ giữ lời thề cẩn thận hơn. Đơn giản là bởi chúng ta sẽ cảm thấy rất xấu hổ nếu người kia phát hiện ra mình đã phá vỡ lời thề. Và bởi nếu làm thế, họ sẽ rất đau khổ và thất vọng. Vì vậy, thay vì tìm ngẫu nhiên trong danh sách, trong danh bạ điện thoại một cha xứ, mục sư hay một người tương tự nào khác có khả năng chứng giám lời thề, bạn hãy tìm một người mà bạn có thể tạo nên một mối liên quan hệ lâu dài hơn với người đó. Một người bạn có thể tìm đến nhờ giúp đỡ khi bạn gặp phải các thử thách. Một người mà luôn xuất hiện đầu tiên khi bạn cần. Hãy kiên nhẫn. Hãy kiểm tra người này thật kỹ càng, cả về mặt đạo đức lẫn trí tuệ. Nếu hai người có chung những người bạn hoặc những người họ hàng cùng tôn trọng lời thề, thì việc giữ lời thề cũng sẽ dễ dàng hơn. Các nhà sư Phật giáo thì điều này được coi là rất quan trọng. Trong hơn 2.000 năm, chúng tôi đã được khuyến khích sống cùng những người bạn, những người chia sẻ cùng các giá trị với chúng tôi. Và chúng tôi bắt buộc phải gặp gỡ họ 2 lần một tháng để cùng nhau thảo luận riêng về bất kỳ vấn đề nào mà chúng tôi đang gặp phải có liên quan đến việc giữ lời thề. Tất cả những việc này đều đã bắt đầu diễn ra từ rất lâu trước khi phát minh ra lịch hay đồng hồ. Vì thế, nếu bạn đi ra ngoài vào buổi tối và thấy trăng tròn hoặc trăng đen, thì bạn biết rằng tối nay bạn sẽ phải tham gia một cuộc thảo luận về lời thề. Nếu bạn đang định kết hôn, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người bạn tôn trọng sự gắn bó này. Những người bạn mà bạn có thể nói chuyện bất cứ khi nào gặp khó khăn. Nhưng theo tôi nghĩ, thứ mà sẽ giúp bạn nhiều nhất trong việc ra quyết định là thứ mà người Tây Tạng gọi là Pinyin Sapa. Nghe này hơi, tôi nói tiếp, trước khi bạn quyết định gắn bó lâu dài với Eren. Tôi muốn bạn nhìn vào trong tim mình và tự hỏi bản thân tại sao bạn lại thề những lời thề đó. Bạn kỳ vọng chúng đem lại điều gì cho bạn, cho hai bạn và cho những người khác. Có thể bạn sẽ muốn thực hiện điều mà chúng tôi thực hiện ở tu viện đấy. Nhưng trước khi chúng ta lập những lời nguyện của một nhà sư đích thực, thì các Lạt Ma bảo chúng tôi lập những giới luật ban đầu. Hơ có một kiểu bóp mặt rất đặc trưng mỗi khi cậu có một câu hỏi thực sự nghiêm túc về một vấn đề gì đó. Thế là cậu bóp mặt và hỏi tôi, giới luật ban đầu là gì? Được rồi, khi chúng tôi mới vào tu viện, những nhà sư lớn tuổi hơn cho chúng tôi 2 tháng để thử một giới cơ bản nhằm xem chúng có thích hợp không. Một khi chúng tôi cảm thấy thoải mái với chúng rồi thì sau đó chúng tôi được phép giữ toàn bộ các giới luật. Trong suốt giai đoạn chờ đợi, chúng tôi được khuyến khích hàng ngày ngồi một mình trong yên lặng và lập ra trong tâm trí danh sách các lý do tại sao chúng tôi muốn thề những lời thề đó. Chúng tôi lập ra danh sách tất cả những điều tốt đẹp mà chúng tôi kỳ vọng sẽ xảy đến với mình nếu chúng tôi thề với tất cả các lời thề. Nghe lời hơ, tôi thừa nhận, vị Lạt Ma của tôi không chắc liệu một người phương Tây sống trong thế giới hiện đại sẽ thực hiện hàng trăm lời thề của người xưa tốt đến đâu. Và thực tế là ông đã bắt tôi giữ những giới luật ban đầu suốt 8 năm trời, sau đó mới đồng ý để tôi trở thành một nhà sư đích thực. Vì vậy, bạn cứ thong thả, hãy ngồi xuống và lập một danh sách những điều bạn nghĩ hôn nhân sẽ đem lại, sẽ đem đến cho cả hai bạn, cho cuộc đời bạn và cho những người xung quanh bạn. Hãy đợi cho đến khi bạn biết mình đã sẵn sàng để giữ và giữ đúng bất kỳ lời thề nào mà bạn quyết định thề. Hơ đăm chiêu và gật đầu theo kiểu đang ngẫm nghĩ đặc trưng của cậu và ngước lên xem còn gì nữa không. Và đừng quên, tôi nói thêm, đây mới là câu chốt. Mọi điều chúng ta nói ở đây đều chỉ là những lời khuyên tốt thôi. Nhưng bạn còn phải chăm nom cả những hạt giống nữa. Đó mới là thứ trọng yếu. Nó luôn luôn là thứ quan trọng nhất trong tất cả mọi thứ. Nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy rằng câu hỏi không phải là liệu hai bạn có nên kết hôn hay không. Câu hỏi lớn
là làm thế nào để gieo những hạt giống giúp đưa ra quyết định đúng. Điều bạn muốn là một quyết định đúng đắn sẽ xuất hiện thật dễ dàng và rõ ràng bên trong bạn. Giờ chúng ta đã biết đủ để hiểu được rằng nghiệp của việc có thể đưa ra một quyết định đúng, sáng suốt và nhanh chóng là nhìn ra xung quanh chúng ta và tìm những người bạn, những người thân trong gia đình, cũng như những đồng nghiệp mà bản thân họ đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Hãy tạo cơ hội cho họ ngồi với bạn, cho họ một khoảng thời gian chất lượng để nói về những lựa chọn quan trọng mà họ đang phải đối mặt. Nếu bạn gieo những hạt giống này thì quyết định của bạn sẽ trở nên rõ ràng mà không cần làm bất cứ việc gì khác. Không còn sợ hãi, khổ sở, lo lắng, băn khoăn giữa việc có nên hỏi cưới Eren hay không. Tôi hứa chỉ cần gieo các hạt giống thôi, rồi ngồi xuống và thư giãn. Quyết định đúng đắn sẽ trở nên rõ ràng, giống như một cái cây nảy ra từ một hạt giống bên dưới mặt đất mà bạn không hề phải lo lắng về nó một chút nào. Vâng, Hơ và Eren đã quyết định kết hôn. Tôi không nói việc này xảy ra vào ngày hôm sau hay thậm chí là tháng sau, bởi vì cần thời gian để hạt giống nảy mầm. Kể cả bạn có gieo tốt thế nào đi nữa, nhưng tôi biết đó sẽ là một kết thúc có hậu. Vì để đi đến đó, họ đã làm đúng tất cả mọi việc. Bất kỳ khi nào tôi thấy họ bên nhau, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc, vì tôi biết rằng mình đã có thể giúp đỡ và vì biết rằng cả bọn họ đều hiểu tại sao mọi chuyện lại tốt đẹp. Tôi thích nhìn thấy những chiếc nhẫn trên ngón tay của họ lắm. Mình đã đọc hết ạ. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Vâng ạ, em xin cảm ơn phần gieo hạt đọc sách của chị Nguyễn Đan và chị Lý Trần ạ. Vâng, và bây giờ thì trước khi đến phần chúng ta chia sẻ những điều tâm đắc mà chúng ta đã vừa được đọc qua những trang sách, thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần chia sẻ về một câu chuyện đã làm thay đổi cuộc sống của rất là nhiều người. Và chắc hẳn là trong Zoom của chúng ta ở đây thì đã rất nhiều anh chị biết và thực hành theo 4 bước của câu chuyện cây bút. Và nếu như các anh chị nào muốn cái gieo hạt này tới với cả Zoom thì hãy đăng ký với ban tổ chức của Zoom đọc sách ở trong nhóm Zalo nhé. Và sáng nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của chị Hồng Nguyễn, người đã thực hành rất là tinh tấn và có nhiều kết quả và muốn chia sẻ với cả nhà. Chúng ta hãy cùng nhau thả tim, thả hoa để chào đón chị Hồng Nguyễn ạ. Không biết ơn em Đặng Ngọc đã kết nối chị với phần Zoom của mình ạ. Hồng xin chào cả nhà mình ạ. Hồng biết ơn vì mình đủ hạt giống để ngày hôm nay chia sẻ về câu chuyện của mình, soi sáng, lấy đèn soi sáng vào câu chuyện của mình. Hôm nay cũng là còn nằm trong cái tháng 7, tháng của Vu Lan, thì Hồng may mắn được chia sẻ cái câu chuyện của mình cách đây 7 năm. Nhưng giờ Hồng dùng đèn để soi sáng vào để chia sẻ với cả nhà mình. Đó là câu chuyện về chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ. Cái câu chuyện của mình, trước khi cho Hồng chia sẻ thì cả nhà mình có anh chị nào đó vui lòng chia sẻ cho Hồng 4 cái bài học trong câu chuyện cây bút trên cái ô chat được không ạ? Để Hồng tiết kiệm thời gian để Hồng tập trung vào chia sẻ câu chuyện của mình ha. Hồng biết ơn các anh chị ạ. Thì cái Hồng soi cái câu chuyện cây bút vào việc chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ mình. Đó là việc đầu tiên, đó là cái bài học đầu tiên, tôn trọng cái thế giới quan của người khác. Thì câu chuyện là ba của mình cách đây năm 2016 ba bị bệnh tim, và ba lúc đó ba 82 tuổi. Ba đi khám thì vào Sài Gòn khám, lúc đó là bị suy tim và thở van tim 3/4 rồi, thì bác sĩ có bảo là mổ, chỉ định là mổ, nhưng mà gia đình không có quyết định mổ và hỏi ý kiến của ba thì ba không mổ. Ba không mổ thì Hồng cũng tôn trọng, và lúc đó tự nhiên Hồng phát nguyện rằng thôi được rồi, nếu mà ba không mổ thì con sẽ nguyện rằng con sẽ mua thuốc cho ba, tại vì bệnh tim là phải dùng thuốc suốt, cho nên con sẽ nguyện là con sẽ mua thuốc cho ba từ đây cho đến mãi khi nào mà ba còn sống trên đời thì con sẽ mua thuốc cho ba theo cái toa thuốc của bệnh viện tim mạch thành phố Hồ Chí Minh. Đó là Hồng tôn trọng. Và cái tôn trọng ở đây nữa là ba Hồng là 82 tuổi, có cái bảo hiểm
thì ba chỉ cần lấy cái tòa thuốc đó về lấy thuốc bảo hiểm để uống thôi. Nhưng mà ba không có muốn, ba không có muốn uống thuốc bảo hiểm. Ba bảo là ba uống thuốc bảo hiểm nó không có khỏe, ba phải uống thuốc bệnh viện tim và thuốc ở trong Sài Gòn thì mới mới khỏe được. Thế thì Hồng tôn trọng cái lần thứ hai nữa, đó là Hồng tôn trọng là mình phải mua thuốc cho ba thôi, chứ không thể lấy thuốc bảo hiểm. Tại vì người uống là ba chứ không phải là mình, mà ba cảm thấy ba khỏe, miễn sao ba khỏe. Mình không có tranh là ô ba phải uống thuốc này để tiết kiệm tiền cho con gì cả. Thì lần thứ hai là Hồng tôn trọng ba. Và cái bài học số 2 đó là tính tiềm năng. Thuốc mà Hồng mua thì nó là gì ạ? Nó là tính không, đúng không ạ? Cho nên nó có thể tiềm năng, nó có thể trở thành một cái gì đó tác động cho ba mình có được cái sức khỏe khỏe mạnh. Và cái bài học số 3 đó là mọi việc đến từ mình. Thì ba Hồng đến với Hồng để Hồng chăm sóc sức khỏe đến từ tâm trí của Hồng. Tại vì từ nhỏ Hồng đã có cái tâm tâm trí của mình là luôn luôn được chăm sóc ba mẹ. Bất cứ có hoàn cảnh nào thì mình cũng chăm sóc ba mẹ. Vậy có hoàn cảnh mà đến với Hồng đó là được chăm sóc bệnh cho ba để ba có khỏe mạnh, đó là đến từ tâm trí của Hồng. Còn bài học số 4, mình muốn cái gì thì mình đi gieo trồng. Vậy theo cả nhà thì Hồng muốn nhìn được thấy ba mẹ mình có sức khỏe thì Hồng đi gieo cái gì ạ? Hồng đi gieo cái gì cả? Các anh chị có thể gõ lên ô chat giúp Hồng được không ạ? Đó là Hồng đi gieo trồng những cái hạt giống trong thiện nghiệp số 1 là bảo vệ sức khỏe. Thì Hồng đi gieo trồng bằng cách nào ạ? Thứ nhất là Hồng gieo trồng bằng cách là cái thứ nhất là Hồng đi chăm sóc sức khỏe cho người khác. Thì hiện tại Hồng rất là chăm sóc sức khỏe cho người khác, đó là Hồng chăm sóc sức khỏe cho gia đình của Hồng, chồng con, Hồng chăm sóc và những người xung quanh Hồng khi có điều kiện Hồng đều chăm sóc sức khỏe và Hồng đi giúp người khác có được sức khỏe. Và cái thứ hai đó là Hồng bảo vệ động vật, bảo vệ xung quanh mình. Thì từ hồi nhỏ giờ Hồng ít có khi nào mà Hồng sát sanh bất cứ một cái con vật gì. Hồng không làm tự tay, cả những cái con vật thức ăn Hồng cũng không tự tay để mà làm sát sanh bất cứ một con gì hết. Trừ khi có con thì Hồng có làm cắt cái râu của con tôm thôi ha. Còn lại thì Hồng không có làm một con gì hết. Nhưng mà từ khi học DCI thì Hồng không còn làm bất cứ một cái con gì nữa. Và đặc biệt là những cái con vật như con trùng, kiến hay muỗi gì đó thì Hồng cũng thực hiện từ khi học DCI luôn, là Hồng tuyệt đối giảm tối thiểu nhất có thể. Có hôm con muỗi nó cắn mình cả máu đầy lên nhưng mà mình cũng phủi nó đi thôi, chứ mình tự nhiên lúc đó chỉ là con muỗi thôi, mình thấy ồ sao mình vĩ đại thế, con muỗi mà mình cũng chỉ hất nó xuống thôi. Thì đó là Hồng bảo vệ, cái cách mà Hồng bảo vệ động vật xung quanh mình tốt nhất. Và cái thứ ba nữa đó là mình phải bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Thì Hồng là cái người cũng sống tích cực cho bản thân mình, không để mình thức quá khuya hay mình nhậu bia hay là mình làm cái vấn đề gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe mình. Thì Hồng cảm thấy là mình đi gieo trồng bảo vệ cái hạt giống về sức khỏe cho mình rất là tốt, và để nhìn thấy được ba mẹ mình khỏe mạnh, để mà cái thuốc đó nó có cái tác dụng với ba mình. Mình nhìn thấy những cái chứ nếu mà mình không bảo vệ cái hạt giống về sức khỏe thì liệu rằng cái thuốc mà Hồng mua cho ba Hồng theo mọi người thì nó có tác dụng để cho ba mình nhìn thấy ba mình có mạnh khỏe không ạ? Đúng không? Và điều gì xảy ra khi Hồng áp dụng, mình ứng dụng những cái bài học này đem này vào cái bảo vệ sức khỏe cho ba mẹ mình? Đó là cái điều từ năm 2016 Hồng vẫn duy trì, vẫn cam kết duy trì mua thuốc cho ba hàng tháng đến bây giờ là 2022, là 7 năm rồi, là ba mình năm nay 88 tuổi, ba mình vẫn khỏe mạnh, bị tim, suy tim, dẫn đến suy tim luôn, mà ba mình vẫn khỏe mạnh. Hằng ngày ba vẫn đi trên chiếc xe máy, ba đi một ngày không biết mấy vòng hết, và trong xóm cứ bảo ô sao ông Chính ông khỏe như thế. Thì đó là Hồng chia sẻ cái câu chuyện của mình. Và Hồng xin nói thêm một phần, đó là cho dù Hồng đã phát nguyện ra cho người bên ngoài có nói là ô sao không đi mua thuốc bệnh viện, đi lấy thuốc bệnh viện để cho ba, thì Hồng vẫn không đi lấy, và Hồng vẫn giữ là mình đã nguyện rằng mình mua thuốc cho ba thì mình phải giữ cam kết đó mình mua. Và có một điều rất là kỳ diệu như thế này ạ,
Hồng ngoài mua thuốc ra thì Hồng còn mua thức ăn gửi về cho ba. Hồng hiện tại Hồng sống ở Bình Dương nhưng ba mẹ Hồng ở Đắk Lắk ha. Thì cái điều mà Hồng luôn luôn mong muốn được chăm sóc ba mẹ, thì trong những lúc mà Hồng gửi thức ăn hay gửi thuốc là Hồng mua ở đây, Hồng gửi xe về cho ba mẹ mình. Nhưng theo các anh chị, những cái ngày mà dịch Covid bị lock out hết thì Hồng mua bằng cách nào để Hồng gửi về ạ? Cái điều Hồng mong muốn rất là vi diệu cả nhà. Cái thuốc thì tự nhiên ở nhà Hồng, người cháu của Hồng lại chuyển về ở gần nhà Hồng để bán thuốc. Và cái toa thuốc đó thì cháu vẫn có đầy đủ để cháu cung cấp cho ông. Và cái thức ăn thì lại người bạn của Hồng mở một cái tiệm tạp hóa tiện lợi, có đầy đủ những cái món mà Hồng mua để phụng dưỡng cho ba mẹ. Thế là Hồng chỉ cần ngồi đây order là các bạn đã cung cấp đủ vừa to thuốc mà vừa thức ăn cho ba mẹ hàng tháng. Đó là hai cái điều mà Hồng phụng sự cho ba mẹ mình, chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ mình hàng tháng từ năm 2006 thuốc cho đến nay. Thì Hồng chia sẻ cái câu chuyện này với cái tháng về Vu Lan này và Hồng muốn và Hồng gửi cho cả nhà. Nếu mà cái những cái hạt giống mà Hồng gieo trồng là sự thật thì Hồng xin tặng cho cả nhà về cái điều mà mình luôn hướng đến, chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ và đặc biệt là những người con ở xa, không còn cái việc mà cản trở về địa lý mà mình bảo là ô mình không có xa quá mình không chăm sóc cho ba mẹ được. Hồng chăm sóc bằng ba mẹ bằng cái cách là ở xa nhưng luôn mong muốn. Và cái điều nữa là Hồng làm được, Hồng tuy rằng Hồng là người con ở xa nhưng Hồng chăm sóc được, thậm chí anh chị Hồng ở gần cũng không làm được điều đó, mà Hồng làm được cái điều mà chỉ cần ba mẹ hết cái gì thì Hồng alo một cái là điều có cho ba mẹ mình. Cho nên Hồng xin gửi tất cả hạt giống này cho cả nhà mình và cũng mong muốn rằng ai đó muốn chăm sóc ba mẹ thì hãy làm ngay từ bây giờ. Hồng cảm ơn cả nhà đã lắng nghe Hồng và Hồng chia sẻ. Wow, xin cảm ơn chị Hồng đã chia sẻ cái ứng dụng của mình rất là tuyệt vời, và cả nhà hãy cùng gửi lời chúc gọi lời pháo tay và những thần tim dành cho chị Hồng đúng không ạ? Em rất là ngưỡng mộ cái sự thực hành tinh tấn của chị, và đằng sau đấy là em còn nhìn thấy được một tấm gương người con hiếu thảo và một người đã giữ cam kết cũng rất là tốt nữa ạ. Và cái việc đó cũng rất là trùng hợp với lại cái chủ đề của câu hỏi số 7 hôm nay, khi chúng ta được học về khi chúng ta đọc sách về những cái điều mà cái lời nguyện và cũng như là giữ cái giới luật. Vậy thì các anh chị khi mà đọc sách ấy, cũng như là nghe chị Hồng kể những cái ứng dụng của mình, thì anh chị nào có điều gì tâm đắc thì hãy chia sẻ với cả nhóm được không ạ? Vâng ạ, em xin mời hai anh chị ạ, chúng ta hãy cùng gieo hạt tới cả nhà. Vâng, em xin mời chị Yến ạ, chị Yên đúng không ạ? Chị Yên hạ tay rồi ạ. Vâng, em xin mời chị Hạnh Nguyễn chia sẻ trước ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn hôm nay là tôi đã đủ hạt giống để được chia sẻ với mọi người về những điều tâm đắc mà tôi đã đọc hôm nay. Là hôm nay thầy đã hướng dẫn trong cái câu hỏi này là về những sự cam kết và những sự thực hiện cam kết. Thì hướng dẫn rất là cặn kẽ, muốn được có sự cam kết và thực hiện đó thì ta phải đặt ra một mục tiêu và ta phải thỏa thuận với nhau và giữ đúng những cam kết đó. Đó là những cái hạt giống tốt và duy trì nó cũng rất là khó. Và một điều nữa mà tâm đắc rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay là thầy đã chỉ cho tôi nhìn thấy là những cái điều đấy sẽ cho tôi những một cái quyết định đúng đắn và nó sẽ xuất hiện một cách dễ dàng cho tôi hơn trong cái rằng cái cuộc sống khi chúng ta làm cái gì đó rồi đến lúc rồi ta cũng phải quyết định là đúng hay quyết định sai, thì nó là những hạt giống nghiệp đã chỉ dẫn cho ta. Và nói thật bạn, tôi cũng chia sẻ luôn, thì tôi là một người thực hiện cái quyết định này nó rất đắn đo suy nghĩ trong suốt một thời gian dài, và đến ngày hôm qua nó là một cái việc rất là cá nhân thôi, cũng chia sẻ là tôi có một quyết định rất là nhanh. Ví dụ như là bạn tôi bảo là ô mệt cậu bán cái này đi, bán cái này giá 25 triệu một mét vuông đi. Thì ngày xưa thì tôi cứ đắn đo và suy nghĩ không thực hiện đâu, tại vì tôi kỳ vọng của nó cao hơn như vậy. Nhưng hôm qua thì tôi có một quyết định rất là rõ ràng. Quyết định bán. Và các bạn ấy cũng mặc cả, cũng thỏa thuận cái việc đấy. Các bạn bảo là phải hỗ trợ của ngân hàng. Xong một lúc sau lại bảo là người
bạn ấy lại không cần hỗ trợ của ngân hàng, vậy thì bạn sẽ có một quyết định gì ra giá không? Và tôi cũng quyết định lên luôn là nếu mà không hỗ trợ của ngân hàng thì tôi cũng sẽ hỗ trợ thêm, coi như gọi là gia lộc cho các bạn ấy thêm 2 triệu cả, nó sẽ cũng tương đương như thế. Nhưng mà ngày xưa mà để mà làm những cái việc đấy tôi không thể quyết định trong vòng một vài đấy đâu, một vài tích tắc đâu. Nhưng mà bây giờ tôi thực đọc cái này và tôi nghe cái này và câu chuyện kế bút thì gần như là nó sáng dần ra và tôi quyết định rất là nhanh. Chứ ngày trước thì đúng là nhiều cơ hội tuột qua tay tôi khi tôi không quyết định được. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Xin cảm ơn chị Hạnh đã chia sẻ những điều mình tâm đắc cũng như là chia sẻ được những cái ứng dụng của cá nhân trong việc khi chị đưa ra những cái quyết định để chớp lấy những cái thời cơ trong kinh doanh, đúng không ạ? Vâng ạ, em xin cảm ơn chị Hạnh. Và thời gian cũng không còn nhiều nữa, thì em không biết là anh chị nào có muốn chia sẻ những điều tâm đắc trước khi chúng ta nghe được sự tổng hợp từ Titi Rio Hùng không ạ? Vâng, vậy thì nếu như không có anh chị nào giơ tay thì em cũng xin phép sau đây chị xin được mời cái sự tổng hợp cũng như là những cái bài học đúc kết lại của Titi Hùng sẽ gửi tới cả nhà chúng ta. Cả nhà hãy cùng gửi những lời chào, những tràng pháo hoa, pháo tim gửi đến Titi Hùng ạ. Xin mời anh ạ. Xin chào cả nhà, chào buổi sáng. Ôi, hôm nay đến giờ của mình sớm ghê luôn đấy. Rồi, ủa thú vị ghê thật, hôm nay là câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 này thì có vẻ như là một cái vế khác của câu hỏi số 5. Là ở đây thì là cái người câu hỏi đưa ra một cái cam kết với người bạn đời của mình, còn câu hỏi số 5 thì là ngược lại. À, hai câu hỏi này cũng hai góc nhìn khác nhau, hai góc nhìn khác nhau. Rồi vậy thì sự thật thì đây cũng là cái câu hỏi, đây cũng là cái hạt giống mà ngày hôm nay mình đang quan sát bản thân mình. Mỗi một ngày thì đội ngũ giảng viên của tôi sẽ quan sát hai hạt giống khác nhau. Trong đó thì một cái hạt giống gọi là hạt giống thế giới quan đúng đắn. Tức là ngày hôm nay bao nhiêu lần thì ông nhận ra rằng là mọi thứ đến từ hạt giống của mình. Bao nhiêu lần ông nhận ra cái bút là một hạt giống đầu tiên. Hạt giống thứ hai là một trong số những cái thiện nghiệp thì mỗi một ngày cũng sẽ luân chuyển lựa chọn một hạt giống. Thì ngày hôm nay lại là cái hạt giống số 4. Và cái việc mà thầy của chúng ta nói rằng là ra quyết định trong cái việc mà mình có thể gắn kết cuộc đời mình với một ai đó là một quyết định quan trọng của cuộc đời, thì nó lại liên quan gì đến cái hạt giống chúng ta cần giữ những cái giới nguyện. Và ở đây thầy của chúng ta muốn nói rằng là nếu như mà chúng ta mong muốn có được cái sự hạnh phúc trong mối quan hệ của mình thì ẩn chứa đằng sau của cái việc chúng ta giữ gìn giới nguyện ấy, là mọi thứ hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta không đến từ người bạn đời của mình, mà đến từ việc chúng ta gìn giữ những giới nguyện sẽ mang lại hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Và đây là một trong số những cái góc nhìn nó rất là sai lầm khiến chúng ta mà nghĩ rằng là trong hôn nhân ấy, hạnh phúc là đến từ việc là chọn người bạn đời đúng này, đến từ việc là cả hai phải yêu thương nhau này, đến từ việc là mình phải hiểu về đối phương hay là như nào đó. Nhưng thực ra nó lại đến từ việc là chúng ta gìn giữ những cái giới nguyện. Thực ra giữ cái giới nguyện ở đây ấy, là một cái góc nhìn khác của 10 thiện nghiệp các anh. Trong bất kỳ một mối quan hệ nào, khi mà chúng ta bắt đầu, giả sử chúng ta bắt đầu một mối quan hệ hôn nhân với ai, chúng ta xem xét rằng là có những điều nào chúng ta có thể gìn giữ được trong cuộc sống hôn nhân của mình từ khi chúng ta bắt đầu, và điều đó sẽ mang lại cái kết quả gì. Chúng lấy ví dụ, nếu như mà mình mong muốn là người bạn đời của mình có sự trung thủy chẳng hạn, cái chủ đề này vừa nói sáng ngày hôm qua với cái nhóm chủ đề 4 không? Nếu mình muốn cái người bạn đời mình trung thủy, vậy thì cái giới nguyện nào mình sẽ cần phải giữ để có người bạn đời trung thủy? Và nếu như mà mình giữ được điều đó, người bạn đời mình trung thủy, thì cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc như thế nào? Hay cuộc sống của mình sẽ như thế nào? Thì đấy là một cái giới nguyện. Rồi mình muốn cái người bạn đời của mình là người bạn đời xinh đẹp, có diện mạo tuyệt vời chẳng hạn. Vậy thì cái giới nguyện nào mình sẽ cần phải giữ? Giới nguyện nào mình sẽ cần phải giữ? Ví dụ như là mình sẽ cần gìn giữ cái việc là mình sẽ không còn nóng giận, mình không nóng giận trong cuộc đời của mình. Vậy thì nếu như cuộc đời mình không nóng giận thì cái người bạn đời của mình là người bạn đời xinh đẹp thì nó sẽ là như thế nào? Thì ở đây thì thầy nó cho ra một cái góc nhìn mới về cái việc mà khi mà chúng ta gắn bó với một ai đó, trước đó chúng ta cần có cái danh sách về những điều mà chúng ta mong muốn.
có được trong cuộc sống của mình. Và đổi lại, chúng ta muốn có điều đó thì những giới nguyện nào chúng ta sẽ cần phải làm. Và thầy cũng kể về câu chuyện của thầy tại tu viện đúng không ạ? Thầy mất 8 năm để sư phụ của thầy gọi là cho thầy một cái giới nguyện gọi là bắt đầu, và 8 năm mới bắt đầu cho thầy thực hành cái giới nguyện của nhà sư. Nghĩ lại cái hành trình của thầy 8 năm đi cùng với thầy, mỗi một lần thầy mình nói về sư phụ của thầy thì thầy rất là xúc động. Cái hạt giống thứ hai mà thầy có nói trong cái câu hỏi này, đó là cái hạt giống của việc ta quyết định. Cái hạt giống của việc ta quyết định, hồi nãy chị Hạnh Nguyên có nói về cái hạt giống của việc ta quyết định. Vậy thì ngay từ đầu của phần câu hỏi thầy cũng nói rằng là cái hạt giống của việc ra quyết định đó là việc thầy không giúp người khác ra quyết định. Phần đầu thầy có nói đúng không ạ? Là bạn Hớp có hỏi thầy là có nên gắn bó cuộc đời mình với Erin hay không? Thì thầy lại không nói rằng yes or no. Đây là một trong số những cái cách mà nếu như các anh chị chúng ta thực hành DCI, chúng ta thực hành về nhân quả, chúng ta không thể ra quyết định thay cho người khác được. Why? Bởi vì việc ra quyết định của họ đến từ hạt giống của họ. Chúng ta không thể ra quyết định thay họ được. Tương tự như vậy, cái này chúng ta ứng dụng trong gia đình, chúng ta không thể quyết định thay con mình được đâu cả. Đúng không ạ? Bởi vì nếu chúng ta quyết định thay cho ai đó, chúng ta đang vi phạm bài học số 1 của 4 bài học cái bút, mình nhớ không ạ? Chúng ta vừa nói xong. Bởi vì góc nhìn chúng ta với họ khác nhau. Thầy cũng không thể nào sống cuộc đời của Herb và Erin, và họ cũng không sống cuộc đời của thầy. Cho nên việc của thầy, việc của những người thực hành DCI, chúng ta chỉ đưa ra những lời khuyên, chúng ta chỉ đưa ra những cái góc nhìn để người đó, họ có thể dựa trên đó ra quyết định bởi chính bản thân họ. Và ở đây với góc nhìn của thầy, đó là đưa ra những giới nguyện, đưa ra những lời khuyên về giới nguyện, về những cái điều mà những người đó họ có thể đạt được trong cuộc đời của mình. Và tương tự như vậy trong cuộc sống cũng như vậy. Đúng không ạ? Trong cuộc sống là như vậy. Và đấy là cái cách chúng ta gieo hạt giống để bản thân mình ra được quyết định nha cả nhà. Đấy là cách hạt giống để bản thân mình ra quyết định. Và có một cái lời khuyên cho nhà mình, cho các anh chị. Đó, khi chúng ta phải đứng trước hai quyết định, hoặc nhiều quyết định, hoặc khi chúng ta phải đứng trước một quyết định nào đó, thì lúc đó chúng ta đã sai. Khi chúng ta phải đứng trước một quyết định thì lúc đó chúng ta đã sai rồi. Why? Bởi vì nếu bây giờ hỏi cả nhà mình nhé, cái nào liên quan đến công cụ rất là thú vị mà cũng mới học được từ người thầy của mình, mới học trực tiếp được ghi sinh mạng growth, ý tưởng mà nó khiến nó tâm trí của mình. Wow, đúng là cái điều này nó rất là thú vị. Vậy thì nó ngược lại với việc là chúng ta không ra quyết định là như nào. Hùng hỏi cả nhà nhé, lần cuối, lát nữa đi, lát nữa chúng ta thử, chúng ta bước chân ra đường, chúng ta nhìn lên bầu trời và chúng ta đặt câu hỏi: ồ, vậy thì bầu trời ngày hôm nay nên là màu gì thì đẹp nhỉ? Lần cuối các chị đặt câu hỏi đó khi mà anh chị nhìn lên trời là khi nào? Chúng ta không hỏi cái điều đó trong tâm trí của chúng ta luôn. Chúng ta không có cái câu hỏi đó luôn cả nhà. Chúng ta thậm chí chúng ta không nghĩ về điều đó. Bởi vì bầu trời thì luôn xanh và màu xanh nó luôn đẹp. Đây chính là cái ý nghĩa của việc chúng ta không cần, nếu chúng ta không cần phải quyết định cái màu sắc của bầu trời, thì nếu như cuộc sống của chúng ta nó cũng đẹp tự nhiên một cách như vậy, mối quan hệ của chúng ta đẹp một cách tự nhiên theo cách như vậy, thì không biết các anh chị có muốn hay không. Đúng không ạ? Đó là ý nghĩa mà thầy chúng ta nói rằng là nếu như hạt giống ra quyết định, nếu như hạt giống ra quyết định, chúng ta sẽ không cần phải ra quyết định và nó tự nhiên nó đẹp như vậy. Tương tự như vậy trong mối quan hệ của mình, mình sẽ không cần phải ra quyết định xem là đi tiếp bạn đời của mình hay là bỏ, làm tiếp công việc này hay làm công việc khác. Cuộc sống chúng ta có quá nhiều quyết định. Và một khi chúng ta phải ra quyết định, có nghĩa rằng có điều gì đó đã sai theo góc nhìn của hạt giống này. Bởi vì nếu như góc nhìn của hạt giống là đúng, chúng ta sẽ luôn có những thứ chúng ta mong muốn mà không cần phải ra quyết định. Cái câu hỏi này cũng là cái vấn đề mà Hùng gặp, mà trước khi Hùng gặp người bạn đời của mình, Hùng đi với người bạn gái cũ của Hùng 6 năm, và cũng trong tình huống là mình có nên có happy ending với bạn đó hay không, và mình đối mặt với cái tình huống này. Và lúc đó thì vô tình Hùng được học về hạt giống. Và Hùng học về học này, nếu mình ra quyết định có nghĩa mình đã sai. Và lúc đó việc của Hùng làm đó là liệt kê ra những phẩm chất hay những phẩm chất, những điều mình mong muốn từ cuộc sống hôn nhân của mình, và những giới nguyện nào mình cần phải làm. Vô tình làm đúng những điều này. Hùng làm những điều đó từ năm 2011.
Và khi mình tập trung vào điều đó, mình gieo những hạt giống đó, mình giữ những cái giới nguyện đó, và mình gieo những hạt giống cho những phẩm chất mình muốn, thì tự nhiên mối quan hệ của mình không phải ra quyết định những ngày này. Không phải ra quyết định. Mình đến được với người bạn đời hoàn hảo của mình mà không phải nói lời, không phải phá vỡ bất kỳ một mối quan hệ nào. Đây là một điều rất thú vị. Đây là một điều rất... Rõ ràng Hùng đang ràng buộc với một mối quan hệ khác, nhưng Hùng lại đến được một mối quan hệ mới với người bạn đời của mình mà không phải phá vỡ mối quan hệ của mình. Wow, what? Thôi, cái này thì nếu mà nhà mình có tiện thì tôi có thể tham dự với talk để kể sâu sắc hơn, này cũng thời gian. Thì đấy là cái điều thứ hai mà thầy nói ở trong cái câu hỏi số 7. Hôm nay chắc Hùng có thời gian để chia sẻ với nhà mình nhiều hơn. Đúng không ạ? Và đó thì Hùng cũng vừa nói rồi. Và thứ một đó là chúng ta giữ những cái giới nguyện bằng cách liệt kê ra những cái phẩm chất mà chúng ta muốn trong một mối quan hệ. Và điều này chúng ta ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống chúng ta, không chỉ trong mối quan hệ, không chỉ trong mối quan hệ. Có nhiều người thực hành ở đây, có những ai mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta gieo cái hạt giống mình gặp khó khăn trong việc gieo hạt giống tài chính đi, để ví dụ vậy đi. Anh chị nào đang gặp khó khăn hạt gieo hạt giống tài chính, comment số 1 chúng biết được không, chia sẻ nhanh với nhà chút xíu một số cái mẹo để mình gieo hạt giống tài chính nó tốt hơn. Rồi, ngày xưa mình không biết cái này đâu, nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà nhé. Đó là nếu như ứng dụng với câu hỏi này thì tài chính, tiền bạc của chúng ta nó cũng như vậy, có nghĩa rằng chúng ta muốn tiền đến từ nguồn nào, tiền đến theo cách như thế nào, đúng không ạ? Những cái phẩm chất nào chúng ta muốn có được từ tài chính, hay chỉ chúng ta muốn tiền hay không, muốn tiền hay không ha? Chúng ta muốn tiền đến chúng ta theo cách như thế nào, ví dụ chúng ta muốn tiền đến từ đầu tư hay tiền đến từ làm việc. Cá nhân Hùng cũng muốn tiền đến từ những việc mình học có ý nghĩa, Hùng muốn rằng cuộc đời của mình thì mình được làm việc mình yêu thích và mình kiếm được tiền. Chúng ta muốn những cái phẩm chất nào từ cái vấn đề về tài chính, chúng ta muốn là tiền đến bằng niềm hạnh phúc, hay là tiền đến từ sự vất vả, tiền đến từ đầu tư, hay tiền đến từ nguồn nào, thì cái đó thì chúng ta phải liệt kê ra những phẩm chất đó. Và những phẩm chất đó chúng ta cần phải giữ những giới nguyện nào, hay những hạt giống nào chúng ta cần phải gieo. Về hạt giống ta có hai thứ đúng không ạ? Một là những hạt giống ta cần tránh, những việc xấu chúng ta cần tránh, và những việc tốt chúng ta cần gieo. Việc xấu ta cần tránh những giới nguyện, và việc tốt nó cần gieo là những hạt giống nó cần gieo mỗi ngày. Đó, hai thứ hôm nay nhá, thầy nhắc đến cả hai, đó là cái ý nghĩa thứ ba, là những cái phẩm chất trong cuộc sống ta thì đến từ những hạt giống của mình, phải luôn nhớ cái điều đó. Tiền bạc cũng như vậy, mối quan hệ cũng như vậy, sức khỏe cũng như vậy, và tất cả mọi thứ trong cuộc sống ta đều như vậy. Nếu ta chỉ nói là muốn có nó thì chưa đủ, có nó theo cách nào, có nó theo cách nào nha cả nhà. Rồi tổng hết lại thì chúng ta có ba điều trong cái bài học từ câu hỏi số 7. Wow. Thứ nhất là những cái giới nguyện, những cái điều mà chúng ta nên tránh, hay là những cái điều chúng ta cần gìn giữ, tương ứng với những điều chúng ta mong muốn trong một quan hệ là gì. Cái thứ hai là để có được cái hạt giống ra quyết định thì chúng ta dừng ra quyết định cho giúp người khác và dừng ra quyết định cho chính mình bằng cách chúng ta gieo những cái hạt giống về những phẩm chất chúng ta muốn. Khi chúng ta đủ hạt giống, chúng ta sẽ không cần phải ra quyết định nữa. Đó, để mà hiểu về điều này, hãy nghĩ đến màu của bầu trời nha anh chị. Màu của bầu trời. Chia sẻ với cả nhà, đây là một trong số những công cụ cực kỳ hay trong DCI chủ đề số 4 mà chia sẻ với cả nhà. Cái số 3 nữa là những cái phẩm chất trong cuộc sống chúng ta thì đến từ những cái hạt giống của mình. Chúng ta muốn cái phẩm chất nào, chúng ta muốn điều gì, chúng ta hãy gieo hạt. Chúng ta muốn sự thịnh vượng để gieo hạt hào phóng. Chúng ta muốn bạn đời xinh đẹp thì dừng nóng giận. Còn chúng ta muốn bạn đời của mình có được sự chung thủy, chúng ta gieo hạt giống sự cam kết. Ok, đấy là ba cái chia sẻ của mình cho cái câu hỏi số 7 ở bên cả nhà mình, và hy vọng nhà mình sẽ ứng dụng được những bài học này trong ngày hôm nay. Và nếu như mình thấy nó hay thì hãy chia sẻ với các thành viên trong nhóm Zalo để họ có thể học hỏi được khi mà họ bắt đầu một ngày mới. Ở bên cả nhà, trả lại cho MC Đặng Ngọc ạ. Xin cảm ơn TT Rio Hùng đã chia sẻ những bài học vô cùng quý báu đối với cả nhà hôm nay về việc khi chúng ta ra quyết định cũng như là giữ những cái giới luật cho mình. Vậy thì cả nhà khi mà chúng ta ấn tượng với điều nào thì hãy chia sẻ lên nhóm Zalo để các anh chị khi hôm nay chúng ta chưa vào được thì các anh chị cũng có thể đọc và học được nhé cả nhà.
Vâng ạ, vậy thì hôm nay thì cho phép em xin được khép lại cái bước 4 để chúng ta cùng hoàn thiện 4 bước. Thứ nhất là chúng ta biết ơn là chúng ta đã có đủ hạt giống để cùng nhau xuất hiện trong Zoom hôm nay và nghe Titi Rio Hùng chia sẻ ạ. Biết ơn tất cả những cái trí tuệ, kiến thức cũng như là những cái bài học mà anh chị và các bạn đã chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và biết ơn bản thân đã ứng dụng hệ thống mới để thành công và lan tỏa đến với mọi người. Và tối nay trước khi đi ngủ thì các anh chị hãy nhớ thiền cà phê về hạt giống mối quan hệ mà chúng ta đã gieo trồng sáng nay ạ. Và để cho một ngày hôm nay được làm việc thật là trọn vẹn thì sau đây thì em Ngọc xin dành 2 phút để các anh chị hãy ghi lại những cái việc mà mình to do list, những việc mà mình cần làm hay nên làm ngày hôm nay ạ. Vâng, em xin mời các anh chị hãy dành 2 phút để ghi lại. Vâng ạ, và 2 phút của chúng ta đã hết. Thì em Ngọc xin phép chúng ta sẽ kết thúc và Zoom của chúng ta ở đây. Và nếu như là những cái hạt giống mà sáng nay chúng ta làm là sự thật thì chúng ta xin tặng những hạt giống chất lượng này cho tất cả những anh chị đang cần những cái hạt giống để họ có thể tham gia đầy đủ và để Zoom của chúng ta và đạt được nhiều những cái lợi lạc và ứng dụng mà mang lại. Và chúc cả nhà có một ngày mới thật là nhiều niềm vui ạ.